Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình. Đây là vòng 2. Vòng này có tên là cùng đối đầu. Nhưng mà trước khi đối đầu thì chúng ta sẽ coi các bạn ấy đã quyết định giải cứu ai. Một trong số những người bạn đang có mặt tại căn phòng trống. Xin mời. Hai bạn Hồng và Long đã được giải cứu. Mời các em về đội của mình. Một cái cơ hội cho hai bạn để tiếp tục thể hiện mình cùng với những người đồng đội. Ở vòng này các bạn sẽ cử một người đại diện cho đội lên trên đứng ở vị trí chiếc két sắt. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội. Các bạn sẽ nghe câu hỏi của anh, sẽ có cái đáp án hiện lên. Nhưng mà các chữ cái đã được thay đổi vị trí và sẽ phải đoán ra cái đáp án đó là gì trong 15 giây. Nếu hết giờ mà các bạn đoán sai hoặc là không có đáp án, két sắt sẽ rơi xuống các bạn vào căn phòng trống. Người còn lại trong đội sẽ lên thay thế vị trí đó. Và cuộc chơi của chúng ta sẽ ngừng lại khi một trong hai đội không còn thành viên nào. Và đội còn lại đương nhiên sẽ bước vào vòng đặc biệt. Yeah. Bây giờ thì đội năng động chọn ai? Long. Mới ra làm vô liền hả? Còn bên đây? Dạ em cứu ra cũng để vô chơi trước thôi đó anh. Dạ. Trời ơi, hai em giống như là chuột mạch vậy. Được mang ra xong mang vô thử nghiệm liền lập tức. Mời hai em vào vị trí. À, Long, em sẽ là người trả lời đầu tiên. Dạ vâng. Nữ ca sĩ tóc ngắn nổi tiếng từng 3 lần đạt giải cống hiến. Bắt đầu. Mỹ Linh. Chính xác, Mỹ Linh. Tới Thông. Một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Hà Nội tọa lạc giữa Hồ Tây. Bắt đầu. Chùa Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc, chính xác. Long. Hứng Dừa là tác phẩm thuộc dòng tranh nào của miền Bắc? Bắt đầu. Dạ Đông Hồ. Chính xác. Thông. Địa danh nào ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre gắn với đặc sản sầu riêng nổi tiếng? Bắt đầu. Cái Mơn. Chính xác, đó là Cái Mơn. Có mê ăn sầu riêng không? Có anh. Có hàng chi. Hàng chi là cái biết liền à ha. Anh cũng mê sầu riêng nữa. Long. Món ăn nổi tiếng của Nha Trang. Bắt đầu. Dạ bún sứa. Bún sứa, chính xác. Tế Thầm. Trong bài thơ Cô Hàng Xóm của Nguyễn Bính, nhà chàng trai và cô gái bị ngăn cách bởi thứ gì? Bắt đầu. Dậu Tùng Mơn. Sai. Tùng Dậu Mơn. Sai. Dậu Tùng Mơn. Sai. Hết giờ. Ali đoán được không? Dạ, dạ không. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rợn. Dậu mồng tơi. Đó là dậu mồng tơi. Cái bài này của Nguyễn Bính nổi tiếng mà. Bài này có phổ nhạc nữa đó Ali. Tiếc quá bạn Thông đã không đoán ra. Bây giờ thì đội mình ai sẽ lên thay thế? Thành phải không? Mời em. Câu hỏi dành cho Long. Ở các chợ nổi miền Tây, xào tre dùng để treo những món nông sản còn được gọi là gì? Bắt đầu. Cái kẹo. Sai. Hết giờ. Đó là cây bẹo. Bây giờ tới phiên đội mình, ai lên đây loan? Dạ. Mời em. Câu hỏi dành cho Thành. Đèn giao thông được áp dụng cho loại hình giao thông nào đầu tiên? Bắt đầu. Đường sắt. Chính xác. Câu hỏi dành cho Duyên. Loại tinh dầu của con gì thường được dùng làm gia vị trong món bún thang bánh cuốn Hà Nội? Bắt đầu. Can cuốn. Ca cuốn, chính xác. Cái món bún thang này thì phải có cái dầu cà cuốn thì nó mới ra cái hương vị của món bún thang Hà Nội. Thành. Tên của phương tiện giao thông ba bánh quen thuộc tại đất nước Thái Lan. Bắt đầu.
Xe cu túc. Nói lại. Xe cu túc. Sai. Xe ca túc. Sai. Trời ơi, bạn này chắc chưa đi Thái Lan nè. Đây có thể xem như là một trong những cái điểm đặc biệt của giao thông Thái Lan, đặc biệt là dành cho du khách. Ai đến Thái Lan thì cũng phải đi cái phương tiện này, đó là xe túc túc. Giờ còn có mình em thôi Ali ơi. Trời, một trời ba. Đúng rồi, nhưng mà em là đội trưởng mà. Dạ trưởng chứ cũng ấy. Chứ nãy giờ đoán được hết tất cả những cái đáp án này không? Dạ tầm khoảng, ví dụ nãy giờ là em cũng được khoảng 70% là em đoán được. Dạ là cũng được. Khá rồi. Dạ. Tùy thuộc vào cái sự hên xui của mình với những câu hỏi này nữa. Dạ. Mời em vào vị trí. Câu hỏi dành cho Duyên. Cái gì càng để lâu thì sẽ càng ngắn? Bắt đầu. Đèn cày. Chính xác, đó là đèn cày. Ali. Em nghi quá. Một cây cầu lâu đời bắc qua kênh Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu. Cầu Ông Lãnh. Chính xác, cầu Ông Lãnh. Cái này là em sắp chữ hay là em nghe cái thông tin từ câu hỏi? Dạ, tại vì em đang đoán trong đầu là phường Bến Nghé là có những cây cầu thì sắp lại. Dạ. Thì đó, tức là cái câu hỏi của chúng ta nó cũng gần như là một cái lời gợi ý. Dạ. Phải vừa lắng nghe câu hỏi và vừa nhìn vào cái dãy chữ cái đó nha. Trở lại với Duyên, đây là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Bắt đầu. Đây chỉ có 6 chữ cái thôi. Và các hành tinh trong hệ mặt trời nó cũng khá quen thuộc, nhưng mà bởi vì có lẽ áp lực cho nên bạn ấy đoán không được. Là gì Triết? Sao Mộc? Chính là sao Mộc. Ali đoán được không? Đoán được đúng không? Dạ. Giờ nhà mình còn tới 2 người lận em ơi, thoải mái. Giờ ai lên? Triết hay Loan? Lên. Mời Loan vào vị trí. Ủa? Giờ đem mất kiến vô rồi hả? Sao anh ơi, em cần một đầu rưỡi. Sao từ đầu giờ không chịu đeo? Nãy giờ không có nhìn xa vậy, bây giờ nhìn xa rồi. Phải tập trung để cứu đồng đội. Chuẩn bị, Ali. Dạ. Cá heo giao tiếp với nhau bằng loại ngôn ngữ đặc biệt gì? Bắt đầu. Dạ sóng âm. Sai. Từng sóng âm. Sai. Sống siêu âm. Chính xác. Còn đúng một giây nha Ly. Em nói sóng âm rồi tầng sóng âm gì đó, mãi đến cái giây cuối cùng em mới nói được là sóng siêu âm. Dạ. Hồng Loan. Loại phương tiện đường thủy nào được thiết kế đục đẽo từ nguyên thân cây gỗ lớn? Bắt đầu. Cái gì đó? Phương tiện đường thủy. Đường móc, độc mộc. Trời ơi, tiếc quá, gần đúng rồi. Nghe được hai chữ độc mộc rồi đó. Nhưng mà là gì độc mộc? Đó là thuyền độc mộc. Tức là nguyên một cái thân cây lớn thiệt lớn, và người ta cắt hai đầu, và sau đó người ta đẽo ở cái phần lõi chính giữa, nó tạo thành một cái thuyền. Tức là một cái thuyền mà được làm từ một cái cây luôn, chứ không có cái sự lắp ghép nào hết. Tiếp theo, còn lại một mình Triết thôi. Mời em. Câu hỏi cho Ali. Loại lá gì được sử dụng trong món vịt quay nổi tiếng của Lạng Sơn? Bắt đầu. Mắt mực. Chính xác. Yeah. Anh chỉ sợ em nói mắc mệt thôi đó. Lá mắc mật. Thật ra bây giờ mình đi ngoài đường mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái xe nhỏ nhỏ, người ta làm vịt quay ngay tại chỗ luôn á. Người ta để là vịt quay lá mắc mật. Lá mắc mật người ta ướp và người ta thậm chí là nhét vào trong ruột của con vịt ở trong bụng á. Sau đó người ta khâu lại rồi thêm nhiều gia vị nữa và người ta quay lên. Cái lá mắc mật nó sẽ có một cái mùi hương nó rất là đặc trưng. Bây giờ đến câu hỏi dành cho Triết. Ngôi chợ lâu đời ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh được ví von là chợ thần chết. Bắt đầu. Chợ Kim Biên. Chính xác. Tại sao người ta gọi là chợ thần chết em biết không?
Không, tại vì em chỉ liệt kê là ngay chợ quận 5 nó có chợ nào em thấy cái chữ chữ Biên đó em. Tại vì ở chợ Kim Biên bán rất nhiều các loại hóa chất khác nhau, trong đó có rất nhiều các loại axit và các loại hóa chất khác nữa cho các công ty, các xí nghiệp, các phân xưởng để chế tạo ra những cái vật dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trở lại với Ali, Tiền Giang có đặc sản trái cây nổi tiếng nào? Bắt đầu. Vú sữa. À, gì? Vú sữa bò. Sai. Vú sữa long. Vú sữa. Vú sữa. Rất tiếc, khi đây là một loại vú sữa rất là nổi tiếng của Tiền Giang, nhưng mà Ali đoán được cái từ vú sữa thôi, còn hai cái tên phía sau là gì thì không đoán được. Triết đoán được không? Vú sữa lò rèn. Chính xác, đó là vú sữa lò rèn. Như vậy Triết là người chiến thắng cuối cùng, giúp cho đội của mình, đội Năng Động, bước vào vòng đặc biệt. Chúc mừng em. Mời em đến đây. Quá hay, mình đã chiến thắng, còn có mình thôi nha. Nhưng mà cũng hãnh diện bị gì mình là người cuối cùng. Nhưng mình hãy xem lại coi các bạn của mình như thế nào. Thắng rồi, giữ được 36 triệu cho đội mình rồi. À, cố lên, tụi em tin anh mà, anh chắc sẽ làm được. Tin anh Triết, cố lên. Cố lên. Giờ có thêm cái cơ hội mang về cách sắc 50 triệu nữa. Mọi người nghĩ sao, nên thi tiếp không? Thi tiếp chứ. Chơi đi anh. Chơi đi anh ơi. Chơi không? Chơi luôn đi anh. Đâu, đội trưởng, nói một lời động viên bạn ấy coi. À, em chúc anh thi thật là tốt để mang về phần thưởng lớn nhất nha. 50 triệu nha Triết, cố lên. Và thưa quý vị, trước khi bước vào vòng đặc biệt, hãy nghỉ với Lào ít phút nha. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của chương trình. Vòng này có tên là Được hay Mất. Các bạn đã được một số tiền cũng khá lớn ở vòng 1 là 36 triệu đồng. Bây giờ thì sẽ có cơ hội được thêm một kết sắt trị giá 50 triệu đồng. Có cảm thấy hồi hộp căng thẳng gì không? Các bạn ở trong kia đang ngóng về mình, hy vọng và chờ đợi mình, cảm giác cái trách nhiệm nó nặng nề. Nhưng mà thôi, đừng có tự gây áp lực cho mình như vậy. Cứ thoải mái nhất có thể để mình có thể trả lời được 5 câu hỏi của chương trình trong 90 giây nha. Nếu như câu nào khó quá hoặc là em nghĩ hoài, đoán không ra, em cứ nói cho qua, anh sẽ dừng thời gian lại ở đó để mình bình tĩnh. Rồi một lát khi còn giờ, mình sẽ quay lại với cái câu hỏi đó. Nhớ nha, mời Triết vào vị trí. Thưa các bạn, Hiền Triết, nghe cái tên thấy thông thái rồi, đại diện cho đội Năng Động để chinh phục 5 câu hỏi trong vòng 90 giây. Để xem coi hôm nay đội Năng Động có mang về được chiếc két sắt 50 triệu này hay không. Câu số 1, trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đặt tại quốc gia nào? Bắt đầu. Mỹ. Sai. Anh. Sai. Đức. Sai. Nhật. Sai. Sao nữa? Bỏ qua. Cho qua. Nãy là những cái nước em mới kể ra, nhưng mà chưa đúng. Lát nếu còn thời gian, mình sẽ quay lại và em hãy bỏ những đáp án mà em vừa mới nói để mình tiết kiệm thời gian nha. Câu số 2, đáp án là một con số. Đất nước nhỏ nhất thế giới, Vatican, chính thức được thành lập năm bao nhiêu? Bắt đầu. 10. 70. Lên. 80. Năm bao nhiêu em ơi, lên. Năm 1953. Xuống. Năm 1935. Xuống. Năm 1934. Xuống. 1933. Xuống. 1930. Xuống. 1929. Chính xác. Năm 1929. Đỡ hồi hộp chưa? Thấy em đang căng thẳng. Tại vì đây là con số mà số ngàn, 1929. Cho nên nãy em đọc tắt á, 930, 900 mấy thì đâu có được, đúng không? Câu số 3. Sinh vật biển nào tại thủy cung San Diego ở Mỹ có khả năng nói tiếng Anh? Bắt đầu. Là tiếng cá. Sai. Sinh vật biển nha. Tiếp đi em. Cá heo. Chưa đúng. Cá mập.
Rùa, ba ba. Chưa đúng. Tôm. Sai. Bỏ qua. Bỏ qua. Bình tĩnh. Câu số 4. Câu hỏi đáp án là con số. Giờ bình tĩnh chưa? Nhìn anh nè. Lấy em láo liên, em nhìn qua bên khán giả chi vậy? Em cứ nghĩ là bây giờ được hay không được thì mình cũng có 36 triệu rồi, ngon lành đúng không? Bốn anh em chia ra mỗi người 9 triệu rồi, ngon. Bây giờ còn cái chuyện mình có thêm 50 triệu nữa càng tốt, không có cũng không sao. Cứ nghĩ vậy đi, để mình cảm giác mình nhẹ nhàng hơn. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 có bao nhiêu vận động viên tranh tài cự ly marathon? Bắt đầu. 15. Lên. 18. Lên. 20. Lên. 27. Lên. 30. Lên. 40. Lên. 50. Lên. 100. Lên. 115. Lên. 120. Lên. 200. Lên. 300. Lên. 400. Lên. 600. 800. Lên. 1000. Lên. 1002. Lên. 1003. Lên. 1500. 2000. Xuống. 1008. Xuống. 1007. Xuống. 1006. Lên. 1650. Lên. 1660. Lên. 1670. 1680. 1690. Lên. 1695. 1691. 1692. 1693. Lên. 2000. Xuống. 1997. 1998. Hết. 1999. Xuống. 1996. Hết giờ. Trời ơi, đã gần tới con số đó rồi. 1697 là con số chính xác. 1697 vận động viên